trưởng thành ở trong lời của Ngài, Amen. Được ham mến lời của Ngài, được Chúa. Hiểu biết lẽ thật là lời của Chúa, để lớn lên mỗi ngày, không phải là con trẻ nữa Chúa ơi, nhưng phải trở nên bậc thành nhân. Và nếu muốn trở nên bậc thành nhân thì phải có học lời của Chúa, phải tìm kiếm lời của Chúa thì chúng con mới có thể lớn lên được. Cho nên chúng con cầu nguyện Chúa cho buổi học trường chủ nhật của Hội Thánh Vườn Nho sẽ được tổ chức trong tuần tới đây. Amen. Qua một sư Hùng giúp đỡ. Con cầu nguyện Chúa để xin Chúa đặt để trong lòng của tín hữu yêu mến lời của Ngài, khao khát lời của Ngài và thấy được cái sự học lời Chúa là một cái việc quan trọng và không thể thiếu trong đời sống của mình. Amen. Để xin Chúa Ngài đánh thức các con cái của Chúa dậy sớm và dành biệt riêng cái ngày chủ nhật là ngày của Chúa, Chúa. Để thờ phượng Chúa, chẳng những không phải đi nhóm vào trong cái lễ chính mà thôi, nhưng mà đến để đông đủ đầy đủ để mà học lời của Chúa trong thời giờ trường chủ nhật Chúa ơi. Thì giờ này rất là cần thiết và rất là quan trọng, rất là bổ ích cho ai mà hết lòng tìm kiếm và khao khát. Cho nên con cầu nguyện Chúa để xin Chúa Ngài chúc phước ban ơn cho buổi học trường chủ nhật này, để Chúa ơi, Chúa thăm viếng dứt giấy lòng của dân sự của Chúa. Và đây cũng là một cái sự chuẩn bị tấm lòng, dọn lòng để trước bước vào trong nơi chí thánh, trước khi vào lễ nhóm chính nữa Chúa ơi. Amen. Cho nên con cầu nguyện Chúa để xin Chúa Ngài Ngài nhắc nhở, Ngài đánh thức và Ngài để cho tín hữu có một cái sự ý thức được rằng ôi Chúa ơi, phải dậy sớm để mà đi tìm kiếm Chúa. Amen. Tìm kiếm lời của Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa. Nên con cầu nguyện Chúa để chúc phước cho buổi học này, để buổi học này Chúa ơi, Chúa dùng tôi tớ của Chúa là mục sư Trần Mạnh Hùng có cái tấm lòng cộng tác với mục sư Đông để lo phụ công việc của Chúa ở tại nơi đây. Nguyện xin Chúa Ngài chúc phước cho mục sư Hùng, để rồi mục sư được ơn ở trước mặt Ngài. Amen. Mục sư có lời của Đức Chúa Trời, mục sư có sự khôn ngoan, sự thông sáng, và qua sự chuyển tải lời của Đức Chúa Trời đem lại một sự kết nối, đem lại một cái sự lớn lên trưởng thành cho tất cả tín hữu ở trong Hội Thánh Vườn Nho. Và qua cái trường chủ nhật này Chúa ơi, anh chị em của chúng con sẽ được lớn lên mạnh mẽ và Chúa ơi yêu mến Chúa càng hơn, thấy được sự màu nhiệm ở trong lời của Ngài, thấy được cái lời của Đức Chúa Trời đem lại cho mình sự tươi mới, đem lại sự sống, đem lại sự chữa lành, đem lại sự bình an, và thấy được mình ao ước, mong muốn, khao khát. Xin Chúa đặt để lòng khao khát học lời Chúa trong tấm lòng của từng tín hữu. Amen. Con cũng cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh Phúc Âm Bình An nữa Chúa ơi, trong cũng như các hội thánh khác mà chúng con thấy rất là thiếu cái thì giờ học trường chủ nhật, bởi vì dân sự Chúa không có muốn đến nhà thờ sớm, không có muốn, không có, chưa có yêu mến lời của Ngài, cũng chưa có quan tâm, chưa có thấy cái sự quan trọng của sự học lời Chúa với nhau. Cho nên con cầu nguyện để Chúa cho cảm ơn Chúa là Hội Thánh Vườn Nho khởi sự có lớp trường chủ nhật, thì con cũng cầu nguyện cảm ơn Chúa cho Hội Thánh Bình An cũng sẽ có thì giờ học trường chủ nhật, và các hội thánh khác dành nhiều thì giờ, dành cái ngày thánh, ngày nghỉ, và để tìm kiếm Ngài Chúa ơi. Amen. Cho nên con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ, con chúc phước cho thì giờ học trường chủ nhật này sẽ có nhiều người tham dự và họ sẽ được trưởng thành qua cái lớp trường chủ nhật này, họ sẽ năng nổ hơn trong sự hầu việc Chúa, họ sẽ yêu mến Chúa nhiều hơn khi biết được lẽ thật, biết được tình yêu thương, biết nhận biết được lời của Đức Chúa Trời để lại cho chúng con, để chúng con học, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con và ban ơn, ban phước để chúng con thấy rằng trong những ngày sắp tới, chúng con sẽ nghe được những cái lời làm chứng qua cái sự trưởng thành, qua sự đụng chạm, qua sự tươi mới, qua lớp học trường chủ nhật này nghe Chúa. Cảm ơn Chúa, con biết ơn Ngài và con thành tâm cầu nguyện trong nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Thu Hồng. Thu Hồng đi bình an ha. Sáng có chúc phước cho công việc của tất cả anh chị em được may mắn, thịnh vượng, được thành công. Chúc Thu Hồng đi bình an. Bây giờ thì chúng ta sẽ cầu thay cho Thu Hồng và những gì chúng ta nghe một cách rất quyết liệt, và xin Chúa sớm giải đáp những cái nan đề này cho chúng ta, trả lời. Và mời Diễm cầu nguyện cho Nguyễn Tiến Sĩ, cầu nguyện cho ba cha của Thu Hồng trong cái chuyến về này. Và đặc biệt cầu nguyện cho vợ chồng Thu Hồng, dù đã nói ngày hôm qua rồi, nhưng chúng ta cũng cưu mang và cầu thay để ngay tại sân bay thì quyền năng của Chúa, ơn của Chúa vận hành, Chúa khiến cho mọi sự trơn tru dễ dàng ở trong cái tình hình khó khăn đối với đặc biệt với trường hợp của Thu Hồng. Cũng cầu nguyện Chúa để cái lệnh mà
theo dõi, cũng như là nó vô tình như vậy nó đến với cái trường hợp của Thu Hồng thì cũng cực được dỡ bỏ nữa. Và chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, tiếp tục cầu nguyện cho hội thánh Phúc Âm Bình An, hội thánh Vườn Nho, những ngày tới chúng ta càng yêu mến Chúa hơn, cầu nguyện cho đời sống chứng nhân làm chứng về Chúa. Chủ nhật này thì mình sẽ chia sẻ về sống cho Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ đi ra, chúng ta sẽ nói về Chúa trên cái tinh thần chứng đạo, trên tinh thần làm chứng về danh Chúa. Chúng ta đẩy mạnh về điều đó trong năm nay, thì chúng ta cầu nguyện Chúa cho lòng của người được mềm mại nữa. Vâng, chúng ta cùng hiệp hội với Hồng Diễm để cầu nguyện. Xin mời Hồng Diễm. Dạ, xin phong cầu nguyện hiệp ý. Amen. Dạ, chúng con ngợi khen Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa đến tốt lành, được tương giao với Chúa, được thông công với anh em. Cảm ơn Chúa, biết ơn Ngài về điều đó. Xin cho chúng con mỗi buổi sáng được thấy sự nhân từ của Chúa, để lòng và môi miệng chúng con ngợi khen Chúa không thôi. Amen. Làm việc gì cũng phải tạ ơn. Cảm ơn Chúa, xin cho chúng con biết ơn Chúa trong mọi vấn đề. Chúng con thờ phượng Chúa, chúng con dâng hiến, chúng con làm công việc Chúa đều vì lòng biết ơn của chúng con. Amen. Đối với Chúa không phải là phàn nàn hoặc là ép uổng, bèn là phát xuất từ tấm lòng của chúng con, và Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tấm lòng và Ngài ban phước cho chúng con. Cảm ơn Chúa của sáng nay, chúng con cầu nguyện xin Chúa ban sức mới cho mỗi ông bà chị em trong phòng cầu nguyện, sáng sớm trời lạnh và lái xe đi làm và làm các công việc trong nhà, chúng con vẫn kết nối với phòng cầu nguyện, vì biết đây là cái nguồn sự sống, đây là cái nguồn động viên khích lệ mỗi đời sống của chúng con cho một ngày mới. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho gia đình của Thu Hồng và anh Thanh, sắp tới đây hai vợ chồng có cái kế hoạch đi về Việt Nam, không phải là đi chơi nhưng mà về để giúp đỡ gia đình mình trong vấn đề thuộc linh. Cầu nguyện khích lệ và gây dựng đức tin của gia đình mình, như là ba mẹ của Thu Hồng. Chúa ơi, hiện giờ trong gia đình chúng con biết rằng sức khỏe của ông cũng rất là yếu, đó là lý do Hồng phải về để thăm viếng cha của mình. Con cầu nguyện để Chúa thương xót, mở mắt ông ra trong cái chuyến về của hai vợ chồng. Xin Chúa ban thêm lời, ban thêm năng quyền, ban thêm đức tin và ân điển của Chúa để cứu gia đình mình. Chúa ơi, không phải chỉ có tin Chúa, không phải chỉ có cái mát đạo tin lành là đủ, nhưng mà Chúa muốn chúng con có một đời sống gắn kết với Chúa, có một mối quan hệ cá nhân với Chúa, và tin vào quyền năng của Chúa. Vì Chúa của chúng con hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Khi xưa Ngài đi khắp các làng, các thành để giảng đạo, giảng rao về nước Đức Chúa Trời, và Ngài còn chữa lành nhiều tật bệnh, những tà ma ám nó phải lui ra trong danh Chúa Jesus Christ. Thì ngày hôm nay Chúa chúng con vẫn còn sống, và chúng con xin điều đó dấy động trong lòng của ba Thu Hồng. Chúa ơi, để ông bà mềm lòng, để cho con của mình là tiến sĩ được đi đến, Chúa ơi, gặp gỡ anh em, để được cầu nguyện, để được chăm sóc, để được chữa lành về tâm linh. Chúng con biết đây là ảnh hưởng với quyền lực tối tăm, nó muốn quấy phá và khống chế con cái của Chúa. Xin Chúa thương xót và mở mắt cho gia đình. Chúa ơi, chọn cách tốt nhất để con mình được yêu thương, được chăm sóc, được cầu thai và được trở về một đời sống bình thường. Vì tiến sĩ còn có hai đứa con nữa, Chúa ơi, còn vợ còn phải chăm sóc nữa. Xin Chúa cho em được giải phóng khỏi những cái quyền lực bóng tối trong cái đợt về Việt Nam của anh Thanh và Hồng.
Xin Chúa sử dụng môi miệng của hai vợ chồng. Con cầu nguyện giao phó gia đình này lên trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho đời sống của họ kinh nghiệm được Chúa Giêsu quyền năng. Không phải dựng nên những cái bức tường tôn giáo rồi nghi ngờ, rồi tự mình chết mất trong sự nghi ngờ đó. Chúa ơi, vì đức tin mà nghi ngờ thì giống như sóng biển rài đây mai đó. Xin cho gia đình của ba Thu Hồng bám chặt lấy lời của Chúa, hiểu về lời của Chúa, để kinh nghiệm về lời của Chúa, để con đường đi theo Chúa được bình an, được phước hạnh, được mạnh mẽ. Chúa ơi, Chúa nói chúng con rằng nếu mà muốn vào nhà người nào đó thì trước mắt phải trói cái kẻ mạnh sức ở trong nhà đó. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con hiệp lòng với phòng cầu nguyện và trói những kẻ mạnh sức và quyền lực tối tăm nó đang khống chế hãm áp những người trong gia đình. Trong danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa sai thiên sứ Chúa đi trước mở đường, trói buộc hết tất cả những cái quyền lực tối tăm để đem đến sự giải phóng, giải cứu cho gia đình này, nhất là tiến sĩ. Chúa ơi, Amen. Xin Chúa cứu em. Chúng con đã cầu nguyện vấn đề này rất là nhiều, và giờ này chị em chúng con về nhà thì Chúa mở đường thêm một sự hanh thông tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cũng nhớ cầu nguyện cho mẹ Thủy của Học ở Cần Thơ. Xin Chúa ở cùng cô, an ủi nâng đỡ, nhớ như người bạn lớn, như người cha, như người chồng. Chúa ơi, để nâng đỡ đời sống đức tin của cô, chữa lành, ban cho cô một cái trái tim mới không còn hở bóng lá nữa. Chúa ơi, chúng con tin vào quyền năng của Chúa. Vì Đức Chúa Trời mà chúng con đang thờ phượng là đấng sống, Ngài hay làm phép lạ giữa các dân. Cảm ơn Chúa. Và con cũng cầu nguyện đặc biệt cho chuyến đi của Thu Hồng. Cái vấn đề visa nó bị trục trặc, chưa? Nhưng mà chúng con biết rằng nếu mà Chúa chúng con mở ra thì không ai có thể đóng được. Mà Chúa đã đóng rồi thì không ai mở được. Và nếu Chúa đã mở đường cho chuyến đi này thì sẽ Chúa ban cho mọi sự hanh thông, cho giấy tờ khi đến cửa khẩu thì được đóng dấu và ra vào bình thường, Chúa ơi. Còn nếu có điều gì ngăn trở, nếu Chúa thấy chuyến đi này chưa đúng lúc hoặc có điều gì đó, thì Chúa ơi bày tỏ cho người chị em chúng con. Và cái sự bày tỏ rõ ràng nhất là sự bình an Chúa cho người chị em chúng con, để hai vợ chồng ra đi trong sự bình an và biết đây là sự trả lời của Chúa. Amen. Còn nếu lòng bất an còn những điều đó, xin Chúa cho người chị em chúng con tìm kiếm ý Chúa kỹ lưỡng hơn nữa. Và chúng con cầu nguyện cho chuyến đi này trong chương trình tốt đẹp của Chúa trên gia đình của Thu Hồng. Con cũng cầu nguyện cho cái tay của Thu Hồng, sức khỏe của Thu Hồng nữa. Con cũng cầu nguyện cho các con trong nhà, ở nhà không có ba mẹ được một sự bình an. Con cũng cầu nguyện cho cái tiệm. Chúa ơi, xin Chúa gửi người đến để chăm sóc cái tiệm trong những ngày vắng mặt hai vợ chồng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng gia đình này lên Amen. Trong tay của Chúa với lòng bình an và biết ơn Chúa. Sáng nay chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa khắp nơi. Trong mùa đông này có nhiều nơi tuyết phủ, tuyết rơi, và Hội Thánh Chúa tại Oregon, anh em chúng con, Chúa ơi, gặp nhiều khó khăn khi đi nhóm lại cũng như sinh hoạt hàng ngày. Chúa gìn giữ ban bình an từng con cái Chúa. Đi ra đường, ngồi trên xe thì Chúa sai thiên sứ Chúa đóng trại xung quanh, bảo vệ trong ngoài trước sau. Chúng con đã kinh nghiệm cái điều này rất là nhiều về sự bảo vệ của Chúa trên đường đi của chúng con. Amen. Chúng con tiếp tục cầu nguyện cho anh em mình, để mỗi người, Chúa ơi, trong cái mùa giá lạnh này được Chúa sưởi ấm từ tâm linh cho đến thuộc thể, gìn giữ sức khỏe, được bình an, không có xảy ra bệnh tật, đau yếu ảnh hưởng đến việc thờ phượng Chúa. Chúng con cầu nguyện, Chúa ơi, để con cái Chúa được khỏe mạnh, được sốt sắng trong vấn đề học lời Chúa,
trong vấn đề thờ phượng Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho ngày Chủ nhật này, anh em chúng con đi thờ phượng Chúa cách đông đủ. Amen. Chị Hồng với anh Tịnh cũng cầu xin Chúa cho đổi cái ca ngày để anh em chúng con có thể đi thờ phượng Chúa. Amen. Chúa ơi, phải Chúa. Vì Chúa ban cho chúng con từ thứ hai cho đến thứ bảy tự do làm công việc của mình. Và ngày của Chúa, chúng con phải đến thờ phượng Chúa. Đó mới là điều phải lẽ. Xin Chúa thúc giục lòng ông bà anh em chúng con yêu mến Chúa. Chúng con đến thờ phượng Chúa gặp gỡ nhau và được thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa của chúng con. Đừng để chúng con khinh lờn, đừng để chúng con coi thường. Chúa ơi, đấng mà chúng con không thấy được, để cho chúng con càng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa hơn. Chúa, lời Chúa trong Kinh Thánh đó là phước cho những kẻ không thấy mà tin. Vâng Chúa ơi, mặc dầu mắt chúng con không thấy được Ngài, nhưng mà tâm linh của chúng con cảm nhận được Chúa. Amen. Tai của chúng con sờ được quyền năng của Chúa. Và Ngài mở mắt thuộc linh để chúng con thấy được Chúa mỗi một ngày của chúng con, để chúng con bền lòng đi theo Chúa một cách trung tín. Cảm ơn Chúa của sáng nay chúng con được khích lệ khi thấy anh em chúng con vào phòng cầu nguyện. Và xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con, ban sự ấm áp cho mùa đông, ban sự mạnh mẽ trong đức tin của chúng con đi theo Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện chúc phước cho công việc làm của anh em chúng con. Con nguyện chúc phước cho vợ chồng chấp sự Thiên Ân TV. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho Thu Hồng, anh Thanh trong việc đi ra mở tiệm nail, được ơn trước mặt khách hàng và ngày giữ những người khách cho gia đình Thu Hồng. Phải Chúa. Con cầu nguyện cho Thiết Hương ban sức khỏe cho người chị em chúng con sắp sửa lái xe đến chỗ làm. Xin Chúa ở cùng ban bình an và cho một ngày làm việc tốt lành, ban sự vui mừng, sự tươi mới luôn cho Tuyết Hương. Và xin Chúa sử dụng cuộc đời này để nâng đỡ khích lệ những người có hoàn cảnh như mình nữa. Con cầu nguyện cho gia đình của chị Lượm ở Cà Mau, ban sức khỏe, chữa lành mắt cho bác Hồng, chữa lành cho anh Tâm, Amen. Anh Hiếu và anh Thảo. Con cầu nguyện để Chúa ban ơn sử dụng gia đình này cho công việc lớn của Chúa tại Rạch Gốc Cà Mau. Con cầu nguyện cho thầy Tịnh và cô Hòa. Chúa ơi, sáng sớm thức dậy chuẩn bị đi làm nấu ăn, xin Chúa cũng ở cùng và ban sự bình an, ban sức khỏe. Và con cầu nguyện kêu gọi sự chữa lành hoàn toàn trên đường huyết của thầy. Amen. Để cho đó là bình thường. Xin Chúa cho hệ miễn nhiễm của thầy cô được tăng lên, được khỏe mạnh để có thể có sức khỏe đi làm. Con nhớ đến gia đình con trai của thầy cô nữa. Xin Chúa nhận lời cầu xin của gia đình của thầy cô vì có cháu nội, nó sự vui mừng của gia đình. Con dâng thầy cô lên trong tay của Chúa. Con dâng chính mình con và một sư đông nữa một ngày. Amen. Làm việc một ngày hầu việc Chúa cách tươi mới. Tống tới ơn của Chúa, xin dẫn dắt chúng con Thánh Linh ơi. Xin ban chúng con có sự khôn ngoan trong Thánh Linh của Chúa để dẫn dắt hội thánh đi trong đường lối và ý muốn của Chúa. Xin Chúa sức dầu ban sức khỏe cho chúng con để chúng con có thể làm nhiều việc cho Chúa hơn. Xin ở cùng con trong nơi việc làm của chúng con, được ơn trước mặt nhân viên, được mơ ơn trước mặt chủ, được ơn trước mặt khách hàng. Phải Chúa. Và dùng đời sống chúng con để tỏ sáng ra tình yêu và ánh sáng của Chúa cho những người xung quanh nữa. Amen. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Cầu Chúa phước cho sức khỏe của má con. Cảm ơn Chúa mỗi ngày bà trung tín vào phòng cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn, ban sức khỏe, ban sự bình an cho má con mỗi ngày. Tấn tới luôn trong ơn của Chúa. Cầu thai và thấy được con cháu của mình trở lại yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa. Chúa ơi, con còn cho má con ở Việt Nam nữa. Amen. Trong lúc anh chị con đi hầu việc Chúa thì bà ở nhà một mình. Xin Chúa ban cho bà có sức khỏe, giữ gìn từng bước chân của bà đi ra đi vào được mọi sự bình an. Con cầu nguyện cho Chúa diệu chuyến về Việt Nam
Xin Chúa ban sức khỏe cho chú đi về được khỏe mạnh và bình an. Để chú cũng nói về chú cho những người thân của mình nữa, chú ơi. Amen. Xin sử dụng chú Diệu để cứu những gia đình của mình nữa. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con dâng phòng cầu nguyện dân em chúng con lên trong bàn tay yêu thương tẩy trị của Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạng Chúa, cảm ơn Chúa về lời cầu nguyện của cô Diễm buổi sáng hôm nay, cho chúng ta thấy ấm lòng. Dạ, vâng. Ở trên cái màn hình thì chúng ta thấy cái poster giới thiệu về chương trình học trường Chủ Nhật. Đây là cái poster mà tôi sẽ đưa ra ngày hôm nay để báo cho Hội Thánh biết và các nơi cũng biết luôn về sự khai giảng của trường Chủ Nhật, lớp trường Chủ Nhật của Hội Thánh Vườn Nho. Đây phải là một sự bứt phá, quý vị, nếu mà chúng ta nhìn lại cái hoạt động của Hội Thánh ở trong suốt 5 năm qua. Chúa cho chúng ta củng cố Hội Thánh, củng cố nhân sự, và tới năm thứ 6 là năm chúng ta phải phát triển, phải đẩy mạnh, và khởi đầu của năm mới chúng ta đánh dấu một cái bước ngoặt, đó là chúng ta có trường Chủ Nhật. Trường Chủ Nhật bắt đầu vào lúc 9:45 sáng Chủ Nhật, và chương trình này chúng ta sẽ cầu nguyện Chúa xin cho chúng ta cũng trung tín và giữ cái chương trình này. Trước thì chúng ta cũng học ở nhà thờ vào tối thứ tư, nhưng mà vì Covid không tiếp tục nữa, thấy học online thì nó cũng tiện lợi hơn. Từ khi có Zoom thì chúng ta học online, nhưng mà chúng ta khai giảng cái lớp trường Chủ Nhật này ngay tại nhà thờ nơi chúng ta chúng ta đang sinh hoạt. Đó. Và cái việc mà tôi liên lạc với Hội Thánh Mỹ nó cũng dễ dàng, và cũng cảm ơn Chúa vì Hội Thánh Mỹ tạo điều kiện cho Hội Thánh Việt Nam rất là dễ dàng và nhanh chóng khi đề nghị họ. Và chương trình này đặc biệt là sẽ bắt đầu với sự hướng dẫn của mục sư Trần Minh Hùng, bởi vì ông là người kêu gọi dân sự Chúa ở trong lớp trường Chủ Nhật. Và thú thật quý vị là tôi cũng đã tâm tình với ông về điều này, và sẵn có sự thăm viếng của mục sư ở trong cái Chủ Nhật vừa rồi, thì tôi nói với nếu được thì mục sư giúp cho việc khích lệ Hội Thánh, để Hội Thánh có được tâm tình và tham gia học trường Chủ Nhật, bởi vì trường Chủ Nhật rất là quan trọng đối với việc trang bị và huấn luyện đời sống của con cái Chúa. Không chỉ đến Hội Thánh và Chủ Nhật chúng ta được nghe một bài giảng, nhưng mà còn có cái trường Chủ Nhật để dạy lời Chúa một cách rất căn bản cho con cái Chúa. Và dự định của Hội Thánh Vườn Nho là mời mục sư trong khoảng thời gian đầu, thì mục sư sẽ là động lực khích lệ cho tất cả huynh chị em tham gia. Ông khích lệ Hội Thánh trong những cái bài giảng ngắn bồi linh, khích lệ Hội Thánh rồi cùng cầu nguyện và bước vào sự thờ phượng Chúa vào lễ chính của Chủ Nhật mỗi sáng vào lúc 10:45. Có nghĩa là chúng ta chịu khó sớm hơn ngày thường. Ngày Chủ Nhật là đáng lẽ là cái ngày chúng ta nghỉ, đúng không ạ? Nhưng qua tôi có cầu nguyện đó, Chúa dạy chúng ta là hãy nhớ ngày nghỉ đặng lập nên ngày thánh. Thường thì chúng ta giữ cái ngày nghỉ đó, nếu không có Chúa đó, giữ cái ngày Chủ Nhật để làm đủ chuyện hết và rất là ích lợi cho gia đình. Nhưng mà để Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình chúng ta thì phải thờ phượng Chúa. Nhưng mà một trong những cái mà để trả giá và cố gắng hơn đó, gọi là trả giá nhiều hơn, là tham gia vào Hội Thánh. Bởi vì đi nhà thờ rồi đâu được nghỉ ngơi, đâu được gì. Buổi sáng sớm Chủ Nhật chúng ta thường để dành để ngủ thêm, để là nấu ăn, để đi dã ngoại vân vân, mà đó là công việc của người ngoại. Con cái Chúa thì đi thờ phượng Chúa, mà Đức Chúa Trời lại ban phước cho họ trong công việc hàng ngày. Bây giờ lại có thêm cái ngày Chủ Nhật, cái trường Chủ Nhật nữa, nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà Đức Chúa Trời xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em ở trong cái chương trình học trường Chủ Nhật này. Thì dự định là sau khi mục sư Hùng dạy một thời gian ngắn, có thể là 1-2 tuần, 3 tuần gì đó, tùy theo cái sự động viên của ông, cái thời giờ ông có, thì chúng ta sẽ chính thức để chúng ta học trường Chủ Nhật theo những cái loạt bài rất là hữu ích về sự chữa lành, về giải cứu, về trang bị lời Chúa, về nghiên cứu và vân vân. Nó là một cái trường thần học đào tạo nhân sự bỏ túi rất là hữu ích. Có khi những cái trường Chủ Nhật khác thì họ dùng tài liệu của mục sư Rick Warren,
À, rồi họ dùng cái quyển mà sống theo đúng mục đích. Rồi có những cái trường chủ nhật, lớp trường chủ nhật thì dùng những cái tài liệu biên soạn sẵn của các trường, các hội thánh Tin Lành, giáo hội, các giáo hội họ cũng biên soạn sẵn. Hay của mục sư David Cho Dân Ghi 52 tuần, ông cũng có biên soạn cái loạt bài 52 tuần thờ phượng và cầu nguyện, rất là hữu ích. Nội cái bài giảng mà khai triển của ông về bài cầu nguyện chung á thì cũng rất là hữu ích nữa. Cho nên chúng ta có thể học nhiều cái tài liệu, nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ được học về tài liệu về chữa lành do chấp sự thiên ân hướng dẫn. Và đây là một cái sự hoạt động hữu ích của Hội Thánh mà chúng ta trân trọng, và chúng ta dự phần, rồi chúng ta kêu gọi con cái Chúa tham dự nữa. Amen. Biết là thầy Hà Tịnh có thể đi sớm được không thì chúng tôi cũng sẵn sàng đón thầy. Sáng chủ nhật thầy đưa cô đi đi làm rồi thì chúng tôi có thể đến rước thầy trước 9:45 để mà thầy có kịp có mặt lúc 9:45 ở nhà thờ. Sắp xếp làm sao mà thầy tranh thủ đi sớm trong chủ nhật đưa cô đi làm, rồi chúng tôi đến ghé ngang qua rước thầy, rước cô Cathy Mai. Các con cái Chúa. Được ha thầy ha. Thì có gì thầy cho biết cái giờ sáng chủ nhật thì khoảng mấy giờ, nhưng mà phải trước khoảng tầm 9:15 trở đi đó thì trở lại đó thì sẽ rất là tốt cho chúng tôi và thuận lợi cho chúng tôi đó đó ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tôn vinh Chúa để sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Quý vị có nghe tôi nói chuyện rõ không? Cảm ơn quý vị, bởi vì có khi nó bị cái đường truyền nó bị mất sóng, cho nên lâu lâu tôi cũng phải hỏi quý vị, có khi quý vị lại nghe không rõ, có khi thì tôi lại nghe không rõ, thì chúng ta phải lâu lâu phải kiểm tra lại. Cái đó chắc Tùng cũng từ phía một số quý anh chị em ở chung quanh chúng ta mà nói chuyện hoặc là mở đài gì đó thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà không sao. Bây giờ thì tôi sẽ mời thầy Tịnh đi ha, thầy Tịnh cầu nguyện nghe. Mời thầy Tịnh. Cảm ơn Thúy Vi đã cho biết để chúng ta điều chỉnh lại âm thanh chút xíu, sẽ dùng cái compressor để mà giảm lại cái độ mà bị nhiễu đó. Thầy Tịnh, mời thầy Tịnh cầu nguyện Chúa ban ơn cho mục sư. Hồi nãy chúng ta có cầu nguyện cho mục sư Trần Minh Hùng rồi, bây giờ thầy Tịnh cầu nguyện cho con cái Chúa. Cầu nguyện Chúa, xin Chúa đưa các con cái Chúa đến ở trong Chúa Nhật để học trường Chúa Nhật. Thầy có thấy cái poster ở đây không? Thầy chỉ cầu nguyện vậy thôi. Rồi thầy nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Đơn giản vậy ha. Mời thầy Tịnh cầu nguyện nha. Con cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Con cảm ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Amen. Cái ngày mới con xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban cho toàn bộ hội thánh ở vườn nho cũng như gia đình con có một sức khỏe ngày mới, được mạnh khỏe, được bình an. Con rất vui mừng vì con sống trong cái thế giới tốt đẹp mà Chúa đã tạo dựng lên. Hôm nay con cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi phù hộ độ trì cho toàn thể anh chị em trong hội thánh vườn nho, đặc biệt là trong ngày chủ nhật sắp tới là ngày trường chủ nhật sẽ được khai giảng lúc 9:45 sáng chủ nhật ngày 21/1/1924 tại hội thánh vườn nho. Con xin tất cả mọi người được tham gia đầy đủ, có sức mạnh Chúa sẽ ban cho để mọi người đến tham gia đầy đủ. Đây là cái lời cầu xin của con, được mọi anh em trong hội thánh có thể là cùng với gia đình mọi người sẽ tới tại hội thánh vườn nho để khai mạc cái trường chủ nhật
lúc 9:45, tức là mọi anh chị em cố gắng sẽ tham gia đầy đủ để nghe những lời tốt đẹp của Chúa. Con cảm ơn Chúa để cho con những ngày qua, những tháng ngày thử thách vừa qua đã cho con những cái nhiệm màu. Con cảm ơn Chúa cho con được sức khỏe, cho con được cầu xin được tất cả mọi người trong hội thánh mong muốn một lời của con, cầu xin Chúa chứng giám để cho mọi người trong ngày chủ nhật, sáng chủ nhật được tham gia đầy đủ một lần nữa. Con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Amen. Vâng, cảm ơn thầy Hòa, thầy Tịnh đã dâng lời cầu nguyện. Cảm ơn quý vị. Tin rằng Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta qua cái sự chân thành của mỗi người sáng hôm nay. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, mỗi ngày thì thấy thầy Hòa, thầy Tịnh có sự tiến bộ hơn ở trong sự cầu nguyện. Quý vị có thấy điều đó không? Dạ, khích lệ thầy tiếp tục cầu nguyện nha. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hát bài hát Ta Ra Đi Trên Con Đường Phước Hạnh. Bài này là tất cả chúng ta đều rất là thích, yêu thích cái bài hát này. Xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần này. Và Chúa Nhật này tôi cũng sẽ nói về tinh thần ra đi, chứng đạo. Nói về Chúa, không bắt buộc chúng ta là phải đi, phải đẩy mạnh, phải thực hiện điều đó. Nhưng qua sự làm việc, qua đời sống, chúng ta để ý nhiều hơn đối với những người xung quanh, để chúng ta thúc đẩy họ. Tôi thấy đầu năm nay Chúa đã cho chúng ta một cái tinh thần tiến lên, mọi việc rất là hanh thông. Quý vị, chúng ta cầu nguyện Chúa cho tinh thần đó được đẩy mạnh trong con cái Chúa trong những ngày tới. Chúng ta cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta tôn vinh Chúa bài hát Ta Ra Đi Trên Con Đường Phước Hạnh. Ta đã đi trên con đường phước hạnh, ta đã đi trên con đường sự sống, ta đã đi dù khó khăn gian khổ không lùi, ta đã đi nguyện bên chí vương tâm tới cùng. Đường sự sống chắc chắn đau buồn không thiếu, đường sự sống chắc chắn vui mừng không xiết, đường sự sống có Chúa đi cùng muôn lối, đừng dừng bước ta cùng tiến lên. Hallelujah. Ta đã đi trên con đường phước hạnh, ta đã đi trên con đường sự sống, ta đã đi dù khó khăn gian khổ không lùi, ta đã đi nguyện bên chí vững tâm tay cùng. Hầu việc Chúa chắc chắn đau buồn không thiếu, hầu việc Chúa chắc chắn vui mừng không xiết, hầu việc Chúa có Chúa đi cùng muôn lối, đừng dừng bước ta cùng tiến lên. Ta đã đi trên con đường phước hạnh, ta đã đi trên con đường sự sống, ta đã đi dù khó khăn gian khổ không lùi, ta đã đi nguyện bên chí những tâm tay cùng. Đường sự sống chắc chắn đã buồn không thiếu, đường sự sống chắc chắn vui mừng không xiết, đường sự sống có Chúa đi cùng muôn lối, đừng dừng bước ta cùng tiến lên. Ta đã đi trên con đường phước hạnh, ta đã đi trên con đường sự sống, ta đã đi dù khó khăn gian khổ không lùi, ta đã đi nguyện bên chí vững tâm tay cùng. Chúa chắc chắn là buồn không thiếu, hầu vì Chúa chắc chắn vui mừng không xiết, hầu vì Chúa có Chúa đi cùng muôn lối, đừng dừng bước ta cùng tiến lên. Hầu vì Chúa chắc chắn là buồn không thiếu, hầu vì Chúa chắc chắn vui mừng không xiết, hầu vì Chúa có Chúa đi cùng muôn lối, đừng dừng bước ta cùng tiến lên. Đừng dừng bước ta cùng tiến lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Con chỉ mong tôn cao danh Ngài, giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh Ngài, vì con luôn muốn bên Ngài tại chính nơi thánh này và quy đây, dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa. Suốt cuộc đời này
lầm con khát khao chỉ muốn cha vui lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng con chỉ mong tôn cao danh ngài giờ con lặng yên đến trước ngôi thánh ngài vì con luôn muốn đến ngài tại chính nơi tha hạnh này và quy đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn cha vui lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn cha vui lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng nguyện lời tôn vinh con khiến cha đẹp lòng. Amen. Cảm ơn Chúa yêu thương của chúng ta. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những ngày qua thì chúng ta có dịp để tiếp đón tôi tới của Chúa một xin chào anh Hồng. Rất là vui và được phước. Và chúng ta vừa thời gian qua chúng ta có cầu nguyện cho chuyến bay của ông tới hôm nay vào lúc 8 giờ ở tại Virginia sẽ bay về lại Đức. Chúng ta cầu nguyện cho cái hướng sắp tới của mục sư và gia đình ở trong sự hội về Chúa, không chỉ ở Đức nhưng mà còn ở hải ngoại. Nói như vậy thì tiết lộ cho quý vị những cái dự án và những cái chương trình trong tương lai. Xin chúng ta cầu nguyện nhiều cho tôi tới của Chúa. Thì đặc biệt hơn nữa đó là vừa rồi thì có được một cái sự thông công và các mục sư gặp nhau, các nhân sự trong hội thánh cũng được gặp nhau nữa ở trong một cái buổi tối đặc biệt. Thì tôi không nói nhiều về việc này, nhưng mà cái điều vui đó là do cái sự kết nối này. Xin Chúa ban phước cho người mà đã kiến tạo nên cái sắp xếp được cái buổi mà mục sư Phan Minh Hội, mục sư Trần Minh Hùng, tôi, ba vị mục sư gặp nhau ở trong cái buổi đó và một số nhân sự của hội thánh, một số nhân sự hội thánh và một số người mà đã từng là nhân sự của hội thánh và một hơn nữa, và hội thánh Vườn Nho chúng ta đến gặp nhau rất là vui và thông công. Thì các mục sư nói chuyện với nhau, hai mục sư nói chuyện với nhau thì tôi ngồi tôi nghe thì rất là vui, bởi vì các ông đã biết nhau rồi nhưng mà chưa có dịp làm quen với nhau, gặp nhau thì các ông đã nói chuyện rất là tâm tình. Và cảm ơn Chúa vì cái cơ hội này. Xin Chúa ban phước lại cho người đã sắp xếp được cái buổi gặp nhau đó của các mục sư. Vui vì cái sự thông công đã được thiết lập. Trong đêm đó và trong những ngày qua thì có một anh em ở trong ở trong cái chương trình Bồi Linh, thì anh đã bộc bạch với mục sư Hùng. Ông mục sư Hùng có gửi cho tôi cái thông tin, cái tin nhắn: cảm ơn Chúa nhờ chuyến viếng thăm này của mục sư mà tinh thần đạo của vợ chồng tụi em được củng cố và an ủi rất nhiều. Chúc mục sư về đức bình an và hy vọng sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau hơn nữa. Thì đây là một cái tin nhắn rất đơn sơ của một gia đình đã được gặp Chúa và được đức tin được củng cố và được an ủi rất nhiều. Quý vị nghe rất là đơn sơ bộc bạch như vậy thì chúng ta thấy việc thăm viếng và bồi linh của những người được Chúa đưa đến hội thánh rất là được gọi là chúng ta thấy được sự xác nhận của Chúa và được sự ban phước của Chúa. Chúng ta vui vì chúng ta được giữ phần, phải không ạ? Đó, không biết quý vị như thế nào nhưng mà lòng chúng ta rất là vui. Một sư hội cũng mới vừa gửi cho tôi một cái tin nhắn nhờ chúng ta cầu thay. Một sư thường nhờ chúng ta cầu thay lắm quý vị, bởi vì biết rằng chúng ta có một cái vọng canh hoạt động buổi sáng, mỗi ngày chúng ta cầu nguyện vào lúc 6:15 cho đến 8:15, những cái khung giờ nó nhiều như vậy là bởi vì con cái Chúa có thể tham gia vào cái khung giờ này bất kỳ lúc nào, phút đầu hay là phút cuối hay phút giữa hay là toàn vẹn thì đều được cả. Thì chúng ta cảm ơn Chúa vì sự trung tín của con cái Chúa bước sang năm thứ 6. Thì một sư hội có nhờ chúng ta cầu nguyện cho một cái chương trình đặc biệt. Đây tôi đang chiếu lên cho quý vị đó. Chương trình được tổ chức ở tại nhà thờ Baptist, mục sư Châu Trọng Ngọc quản nhiệm. Quý vị đều biết Châu mục sư Châu Trọng Ngọc rồi, thì ông là người
đã từng tham gia với vọng canh của chúng ta trong những ngày đầu cho đến một khoảng thời gian vài năm trước, thì có tổ chức cái chương trình này, thì mời hai người con của mục sư, con gái và con rể. Dạ. Thì con gái Teresa, người con rể đến để họ hướng dẫn một cái hội thảo vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật. Đó. Thì đây là cái chương trình mà mục sư Phan Minh Hội cầu nguyện nhờ chúng ta cầu thai, thì dành cho những cái tuổi trẻ và những người đang hẹn hò với nhau, gọi là singleness and dating. Quý vị, chúng ta cầu nguyện Chúa cho chương trình này đặc biệt. Xin Chúa ban phước cho chương trình. Đây, con gái của mục sư Hội và con trai của ông. Xin lỗi, nãy giờ tôi chưa chiếu cho quý vị cái hình này. Dạ. Hai quý vị. Dạ. Dễ chung ha. Quý vị thấy giống ông hay giống bà? Con gái nha, chứ không phải con trai à. Con trai là con rể. Đây, con gái. Đó. Thì chúng ta cầu nguyện Chúa cho hai vợ chồng trẻ này. Xin Chúa ban ơn cho họ để qua cái sự kết nối, cũng nhờ cái sự kết nối của vọng canh. Quý vị thấy không? Chúng ta nhỏ nhưng mà Chúa ban ơn cho chúng ta để có cái sự kết nối này. Bởi vì quý vị cầu nguyện 6 năm qua trung tín, Chúa mở đường cho chúng ta. Chúa mở đường cho tôi đi học việc Chúa, Chúa ban ơn cho tôi. Rồi có dịp để gặp tôi tới Chúa ở bên Louisiana vào tháng 10 năm 2022. Năm 2022. Dạ. Rồi ông kết nối để mà Chúa gọi sang Arizona chúng ta. Rồi bây giờ thì ông đi học với Chúa với nhiều hội thánh ở trong vùng, rất là được phước, đem sự phước hạnh đến cho hội thánh. Nó từ cái sự kết nối nhỏ của vọng canh. Chúng ta vui về điều đó. Cho nên nếu chúng ta nhận ra được rằng mình là một cái mắt xích ở trong cái chương trình của Chúa thì chúng ta hạnh phúc lắm. Sao hôm nay chúng ta có thấy mình là cái mắt xích ở trong vọng canh này không? Một lời cầu thay thôi, một lời cầu thay nhỏ thôi. Và cũng vừa rồi thì mục sư Trần Minh Hùng cũng đến với Arizona này, cũng do chúng ta cầu nguyện để chúng ta nhảy bén bắt được, nắm được tình hình để chúng ta mời ông sang. Và chúng ta thấy cái lời mà cảm nhận của một cái gia đình đấy, mục sư đến và củng cố lại, nâng cấp lên cái đức tin của gia đình này. Thật là nghe thật là vui phải không ạ? Củng cố, nhờ vậy mà được củng cố và an ủi tinh thần đạo. Tinh thần đạo được củng cố và an ủi. Đó, quý vị, cảm ơn Chúa về những việc lành này. Chúa ban ơn cho chúng ta trong năm mới này, từ những cái sự trung tín nho nhỏ của chúng ta có thể được chúng ta cầu nguyện, ủng hộ, yểm trợ. Dạ. Còn những cái việc chúng ta sẽ bàn thêm trong những ngày sắp tới nữa, để mà hầu việc Chúa ở đây, ở đó, ở Arizona, về quê hương, nhiều nơi nữa. Bây giờ thì xin chúng ta cầu nguyện Chúa cho đôi vợ chồng trẻ này qua cái chương trình mà chúng ta được biết chiều Chủ nhật vào lúc 2 giờ. Dạ. Cũng không quên cầu nguyện Chúa ban phước cho mục sư Phan Minh Hội. Ông sẽ giảng cho hội thánh của chúng ta trong cái quý đầu, từ tháng 1, từ tháng 2 cho đến tháng 3 đó, thì ông sẽ đến thăm hội thánh hai lần, tháng 2 đến tháng 4, tức là cứ 2 tháng ông thăm hội thánh một lần. Bởi vì cái lịch của mục sư á là dành cho các hội thánh thiểu số, có cái sắc dân mà ít người á, thì ông là cái người đi mở mang những cái hội thánh và củng cố cho các hội thánh như vậy. Còn hội thánh Việt Nam là ông chỉ có khi có thời gian thì ông sẽ đến thăm hội thánh, rất bận rộn và vẫn để được cho chúng ta được hai cái buổi sáng Chủ nhật tháng 2 một cái và tháng 4 một cái. Xin quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho tôi nữa. Ở trong tuần này tôi sẽ chia sẻ cho ba nơi. Thứ nhất là sẽ chia sẻ lời Chúa cho hội thánh Vườn Nho ở Việt Nam vào tối thứ bảy này, là sáng Chủ nhật bên Việt Nam đó. Ở đây có chị Lượm nè, đó, cảm ơn Chúa. Chị Lượm cầu nguyện Chúa ban phước cho buổi chia sẻ lời Chúa. Đáng lẽ là tôi chia sẻ vào tuần rồi, tuần thứ hai mỗi tháng, nhưng mà tại vì có mục sư Trần Minh Hùng sang rồi chở ông đi Phục Hưng để chia sẻ, cho nên là tôi hẹn về tuần thứ ba của tháng này. Sáng Chủ nhật thì chia sẻ cho Vườn Nho, chiều Chủ nhật thì chia sẻ cho hội thánh Phục Hưng.
Như nên quý vị cầu nguyện yểm trợ cho tôi nữa, dạ, song song với chương trình này, dạ, quý vị. Dạ. Chúng ta cảm ơn Chúa một lần nữa về sự thăm viếng của tôi tới Chúa từ Bình Đức sang trong tuần qua. Chúng ta rất là lên tinh thần ha, amen, cảm ơn Chúa. Rồi, ngoài ra thì quý vị cần chúng tôi vọng canh cầu nguyện thêm điều gì nữa thì quý vị nhắn vào trong phần chat nếu mà chúng ta không tiện nói ra ở đây ha. Dạ. Thì chúng ta cũng cầu nguyện Chúa cho Hội Thánh ở Rạch Gốc, Cà Mau. Dạ. Biết là bên Rạch Gốc, Cà Mau có điều gì muốn chúng ta cầu thay để đặc biệt không? Rạch Gốc, Cà Mau. Vâng, bây giờ thì chúng ta đến với Chúa và chúng ta cầu nguyện. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục dâng lên cho Chúa những cái vấn đề khác. Dạ. Vâng, giờ chúng ta đến với Chúa và tự do ở trong Chúa để cầu thay cho chương trình chương trình dành cho những người độc thân và những người đang hẹn hò giới trẻ, dạ, ở tại Hội Thánh Baptist Phoenix, dạ, nơi mục sư Châu Trần Ngọc đang quản nhiệm vào chiều Chủ nhật này 2 giờ theo như lời đề nghị và nhờ chúng ta cầu thay của mục sư Phan Minh Hội. Cầu nguyện cho tôi trong sự hầu việc Chúa tối thứ bảy, sáng Chủ nhật và chiều Chủ nhật. Chúa ban ơn cho trong sự hầu việc Chúa. Cầu nguyện Chúa cho con cái Chúa đến tham dự đông đủ, hầu việc Chúa vui vẻ với nhau, chân thành kết nối với nhau. Xin Chúa năm năm mới này, xin Chúa cất đi những cái lấn cấn, cất đi những cái sự đổ vỡ trong những mối quan hệ trong sự hầu việc Chúa. Xin Chúa cho con cái của Chúa yêu thương nhau, hiệp một với nhau. Nếu có thể làm được việc gì thì chúng ta nghĩ đến Hội Thánh, nghĩ đến sự phát triển của công việc Chúa, nghĩ đến nhiều người được cứu vào trong nhà của Chúa hơn là chúng ta chiều theo những cái thói quen của mình, những cái mà mình cho là đúng. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho Hội Thánh nữa, chính là mỗi đời sống chúng ta, mỗi người chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Alleluia, cảm ơn Chúa. Sau hôm nay chúng con có những thông báo phước hạnh nhắc đến chúng con trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cầu thay cho chương trình Bồi Linh. Cảm ơn Chúa và chương trình này là chương trình giúp đỡ cho giới trẻ. Và con cảm ơn Chúa vì Hội Thánh của Chúa ở trong tuần qua có những hoạt động rất lành mạnh, rất vui vẻ. Cảm ơn Chúa vì vừa rồi thì cũng có một cái Youth Rally của một Hội Thánh địa phương họ tổ chức, là các người trẻ có đến với nhau để cùng với nhau thờ phượng. Nó giống như cái chương trình mà vài năm trước khi con còn học về Chúa với những người trẻ thì cũng giúp đỡ cho các em có được sự kết nối với các Hội Thánh trong vùng. Thật là vui vẻ, Chúa ơi, phước hạnh cho các em. Và cái cấp đó bây giờ đã lớn, đã trưởng thành, đã có gia đình, đã ra bước ra xã hội. Và chúng con cũng cho một cái cấp mới được tấn tới cho các em yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và quen được với những người ở trong Chúa. Con cầu nguyện Chúa cho chương trình này tiếp tục ở trong cái tên mới, đó là điểm hẹn hò của những người kính sợ Chúa. Ôi Chúa ơi, con chúc phước cho không chỉ là những người trẻ mà những người trưởng thành nữa, chưa có gia đình, nên cho họ được gặp gỡ nhau, được học hỏi kinh nghiệm và họ sẽ bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa, được gặp Chúa một cách tươi mới. Chúng con cảm ơn Chúa. Ôi, chúng con cầu nguyện chúc phước cho chương trình này, chúc phước cho hai người hướng dẫn, đó là Teresa và Daisio. Con chúc phước cho Miles, Daisio, người cũng có kinh nghiệm, hai em đã đến với nhau, đã thành thân với nhau. Con chúc phước cho người con gái của mục sư Phan Minh Hội và cô Thu sẽ là một diễn giả chính ở trong chương trình này. Xin Chúa ban ơn cho cháu, ban ơn cho cháu, sức giàu cho cháu ở trong sự hướng dẫn đầy ơn và có quyền năng của Ngài nữa. Chúa ơi, và kinh nghiệm của em trở nên kinh nghiệm tốt để giúp cho giới trẻ định hướng và bước đi ở trong Chúa, kết bạn với nhau, gặp gỡ nhau ở trong Chúa. Và nếu có lỡ kết bạn với người ngoài thì xin Chúa cho các em có được sự khôn ngoan để đưa dẫn những người bạn của mình đến với Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho nơi này. Xin Chúa ban phước cho buổi chiều này có nhiều con cái Chúa đến tham dự và tham gia. Ôi, chúng con cầu nguyện Chúa ban ơn cho một sư hội. Cảm ơn Chúa vì ông đã có được tấm lòng, tâm tình để kết nối các hội thánh. Ngợi khen Đức Chúa Trời chúng con. Ôi Chúa ơi, và ông đã hầu việc Chúa một cách năng nổ với hội thánh trong những ngày qua. Xin Chúa ban phước cho sự cố gắng của ông, ban phước cho tấm lòng yêu mến Chúa của ông.
ban phước cho tâm tình của ông, công việc đổ ra để lo cho các hội thánh địa phương, ra các hội thánh, đặc biệt là các hội thánh sắp dân ít người và đang mở mang công việc Chúa, để ban phước cho cái tổ chức truyền giáo nội địa mà ông đang tham gia đó. Xin Chúa ban ơn để ông tham gia và tiếp tục mở mang công việc Chúa, không chỉ là những cái hội thánh ít người và sắc dân ít người, mà còn giúp cho các hội thánh Việt Nam khung hiệp một, kết nối họ lại bằng lời của Chúa, kết nối họ lại bằng quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện, chữa lành, giải cứu. Cảm ơn Chúa vì những gì ông làm, ông đem đến hội thánh trong những ngày tháng qua, thật vui vẻ, thật phước hạnh. Cha ơi, con cầu nguyện cho các hội thánh tận dụng cơ hội này để đoàn kết với nhau. Con cầu nguyện cho hội thánh tận dụng cơ hội này để được chữa lành các mối quan hệ. Hội thánh tận dụng cơ hội sự hầu Chúa này để các hàng rào hệ phái sẽ bị tháo dỡ, sẽ được tháo dỡ. Con nguyện cho cơ hội này mà con cái Chúa được đến gần nhau hơn. Tất cả những cái thành kiến đố kỵ phải bị trói, giống như chúng con trói kẻ mạnh sức ở trong thành, mà chúng con đi vào cái thành nào chúng con cũng phải có nhiệm vụ để trói những cái kẻ mạnh sức đó. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con buổi sáng hôm nay. Ôi, chúng con sẽ ca ngợi Chúa bằng bài ca tình yêu, bằng bài ca yêu thương, bài ca hiệp một. Sáng hôm nay, xin đem chúng con lại với nhau. Xin khiến cho chúng con được sống động. Hallelujah, cảm ơn Chúa yêu thương chúng con. Ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con chúc phước cho ngày mới này. Chúa ơi, ngày cũng nhớ đến con ở trong sự hầu vì Chúa trong tuần lễ này. Chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh Vườn Nho vào tối thứ bảy. Chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh Vườn Nho ở Việt Nam tối thứ bảy, rồi Hội Thánh Vườn Nho ở tại Hoa Kỳ và sáng Chủ nhật như thường khi, rồi buổi chiều ở tại Hội Thánh Phục Hưng nữa. Xin Chúa ban ơn để con được ơn của Chúa và hầu việc Chúa với anh em chúng con, đem yêu thương, đem năng quyền, đem chính Chúa đến cho Hội Thánh. Chúa ban ơn để qua lời giảng dạy đổ lòng sẽ đem đến cho Hội Thánh sự tươi mới, sự tỉnh thức. Chúa ơi, họ nghe lời Chúa không chỉ qua nghe rồi vui rồi cười, nhưng họ nhớ lại, động lại như lời làm chứng của một anh em nói rằng những ngày mục sư Trần Minh Hùng đến thăm Arizona thì vợ chồng của họ được lên tinh thần, đức tin của họ, cái cách sống đạo của họ được nâng đỡ, được củng cố. Cảm ơn Chúa về lời làm chứng này. Chúa ơi, chúng con những người hầu việc Chúa rất muốn nghe những điều này để biết rằng Ngài đang dạy dỗ chúng con, hãy hầu cho chúng con đổ lòng ra cho dân sự của Chúa cũng được như vậy. Không chỉ một mình một sứ hùng, nhưng tất cả những tôi tớ của Chúa, xin cho họ sống thật với lời của Ngài, không phải chỉ chống trên bục giảng, chỉ làm gương ở trên bục giảng, nhưng đằng sau bục giảng đó là một cái cuộc sống hoàn toàn khác. Không phải nói một đằng làm một nẻo, nhưng xin Chúa cho tất cả sống đạo với Chúa, với nhau, với chân thật với nhau. Chúa nhiều khi muốn sống nhân đức, muốn sống cởi mở cũng bị chỉ trích, muốn sống một cách nghiêm túc cũng bị chỉ trích, chia sẻ lời Chúa một cách vui vẻ cũng bị chỉ trích. Nhiều điều như vậy xảy ra trong danh Chúa Giêsu. Chúng con cầu nguyện Chúa hóa giải những điều này. Xin Chúa cho lòng của những kẻ chỉ trích, muốn cho lòng của những người con dân Chúa họ được yên tĩnh. Khi họ lòng được họ yên tĩnh rồi thì họ có thể dễ ở với mọi người, họ có thể hòa đồng với mọi người hơn là họ sống theo cái cách chỉ trích hiện nay. Chúa ơi, có những con cái Chúa như vậy, xin Chúa thương xót họ, xin Chúa dạy dỗ họ, Chúa nâng đỡ họ, Chúa đem họ ra khỏi những cái sự khó chịu này để cho họ được bình yên, tâm hồn họ được dễ chịu. Như lời của Chúa nói rằng khi Chúa Giêsu đến, Ngài đem những kẻ ở trong cái bị ma quỷ bức hại, bị ma quỷ ức hiếp, khiến cho họ khổ sở, mà không chỉ họ khổ sở mà họ còn làm cho người khác xung quanh mình khổ sở nữa. Cho nên con cầu nguyện Chúa bứt đứt những cái xiềng xích này. Đó là nhiệm vụ chúng con sáng hôm nay. Trong danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa giải tỏa những điều này trong nhà của Chúa, ở trong hội thánh Chúa chung, ở trong tiểu bang này. Còn cầu nguyện Chúa, Ngài khai phá quyền năng của Ngài để quỷ phá tất cả những cái dây trói, những cái trói buộc đã làm cho người ta bị kẹt ở trong những cái bẫy lập, cái lưới rập của ma quỷ mà họ không biết. Xin giải cứu họ ra khỏi, để cho họ có đời sống nhẹ nhàng, tươi mới, vì ách Chúa dễ chịu, gánh Chúa nhẹ nhàng. Cho nên ai Chúa dễ chịu,
ai Chúa nhẹ nhàng, xin Chúa đến và giải cứu họ ra khỏi cái sự khó chịu đó, cái sự nặng nề đó. Bởi vì ách Chúa dễ chịu, gánh Chúa nhẹ nhàng. Cha ơi, con xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Ngài, những con người đang bị mắc kẹt ở trong sự khó chịu, ở trong sự không dễ dàng đó. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho họ. Chúng con chỉ biết kêu cầu Chúa ở trong vọng canh này. Ai cấm chúng con? Ai ngăn cản chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời, khỏi sự thông trong với Ngài? Bởi vì Ngài là nguồn nước, không ai chặn được nguồn suối đó, chỉ có chạy đến nguồn suối để nhận lấy nguồn suối này mà thôi. Cho nên con xin Chúa đến và giải cứu, giúp đỡ cho những người đang bị kẹt, bị tắc nghẽn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho cộng đồng của chúng con. Chúng con cũng biết cộng đồng chúng con rất mê tín dị đoan, cho nên còn nhiều người bị kẹt trong đó, nhiều người bị mắc kẹt, bị mắc bẫy ở trong sự lừa dối đó. Cho nên con xin Chúa mở đường để đem họ ra khỏi điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Ở khen Đức Chúa Trời, chúng con dâng mọi sự trong tay của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con sẽ tiếp tục tôn vinh Chúa trong bài hát kế tiếp. Con dâng mọi sự trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa yêu thương chúng ta. Nhìn ai kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát, chính Chúa Cha toàn năng. Tâm lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính xưng Chúa dâng đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Nhìn nơi kia khát khao dòng nước mát như con thèm khát, chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính xác Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài, vì chính trước Chúa dâng đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được yên yên và thờ kính Cha đời đời. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng nay chúng ta cầu nguyện cho hội thánh rồi, bây giờ chúng ta cầu nguyện cho cộng đồng nha mọi người, nha quý vị. Dạ. Ở đây thì chắc là thầy Tịnh với cô Hòa nhớ nhớ quê hương lắm ha. Sắp đến Tết rồi cho nên là nhớ quê hương. Chúng ta bên này lâu rồi cho nên chúng ta sẽ đỡ nhớ hơn. Còn ai muốn nhớ qua nhớ chút xíu thì đi California để có cái không khí Tết. Dạ, California thì đi ăn Tết ở bên đó thì thấy giống quê hương nhất. Dạ, đốt pháo, nhưng quê hương đâu đốt pháo đâu vui như Cali. Dạ, nhưng mà được trở về quê hương ăn Tết là thật là vui. Tuần tới có người rất vui để trở về quê hương, đó là chú Diệu. Chúng ta cầu nguyện cho chú Diệu ha. Chú về được bình an. Dạ, yeah, về quê quê hương được bình an. Dạ, yeah, và nhất là sáng cái là cầu nguyện của cô Diễm đó là cho chú Diệu có cơ hội để nói về Chúa cho những người bạn của mình, những người thân của mình. Dạ, yeah, giờ rồi thì chú đưa dì Bảy đến với Chúa đó. Yeah, chú cũng cố gắng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho dì Bảy nữa quý vị. Dạ, yeah, dì Bảy đến với hội thánh chỉ những cái dịp lễ đặc biệt thôi, nhưng mà vậy cũng khá lắm rồi. Chúng ta cầu nguyện cho ngày thương gì cũng đến nữa. Amen. Cầu nguyện cho một cái người ở rất xa chúng ta mà cũng cố gắng nhiều, không chỉ đến một mình mà đến tới ba mình luôn đó, đó là Tuyết Hương ha, gánh
Tina và còn gánh thêm chị Huệ nữa, rất là vui. Tiếng Hương vui về điều đó. Cảm ơn Chúa. Tiếng Hương có vui về điều đó không? Xin tiết lộ đi. Amen. Cầu nguyện cho Tiếng Hương để chiếc xe của Tiếng Hương một lần chở được 5 người thì sẽ chở full luôn trong những ngày sắp tới. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó. Xin Chúa ban ơn để chúng ta sống kết quả cho Chúa mà có nhiều người được nghe tin lành qua chúng ta. Riêng mỗi người chúng ta thì cầu nguyện cho cộng đồng của mình. Tôi đang nói đến cái vụ Tết là bởi vì càng gần đến Tết thì chúng ta thấy người ta lại càng có biểu hiện về xu hướng về tâm linh nhiều hơn, cúng kiến rồi mê tín dị đoan rất nhiều. Và mỗi cái dịp Tết là ở Việt Nam là tiêu tốn hàng tỷ đồng vào việc cúng kiến rồi cúng dường rồi nói chung là làm rất nhiều việc về tâm linh. Tôi nhớ khi còn ở Việt Nam, khi mà đi ngang các cái chùa đó thì mỗi dịp Tết thì họ đổ ra đường hai bên đường, không phải là họ đi lễ chùa mà họ bán sách tử vi bói toán. Không biết giờ mà còn vậy không. Hồi xưa là chạy xe là bị kẹt xe là bởi vì họ đổ ra đường họ bán cái đó. Cái hoạt động mà về văn hóa đó thì viết những cái câu đối đó thì rất là đẹp. Nó là cái văn hóa Việt Nam và tôi rất là thích cái hình thức văn hóa này, bởi vì nó nói lên được cái ngay cả câu gốc mà chúng ta đối với nhau, chúng ta dùng cái chữ chữ nho đó, chúng ta viết câu gốc rất là đẹp. Những người đó mình ra mình thuê họ viết câu gốc cho mình, họ viết đẹp lắm, tôi thích như vậy. Thì đó là cái vấn đề văn hóa xã hội trong ngày Tết thì nó đẹp, nó mang cái màu sắc văn hóa truyền thống. Nhưng mà về cái văn hóa tâm linh đó thì người Việt Nam của chúng ta đó thì có cái tệ nạn là mê tín dị đoan, bói toán, bói khoa rồi cúng kiến rồi đi chùa vân vân, lễ chùa. Thì bây giờ thì chúng ta cũng nghe nói là nó biến tướng nhiều trong cái hình thức văn hóa cộng đồng, về cái văn hóa tín ngưỡng của Việt Nam. Cho nên xin chúng ta thương, chúng ta cầu nguyện cho đồng bào của chúng ta, đồng hương của chúng ta ở bên Arizona nữa. 30.000 người lận quý vị, đông lắm. Có cách nào để tình yêu của Chúa đến với mỗi người đây? Nếu mà hội thánh mỗi ngày, mỗi năm có một vài người tin Chúa rồi dừng lại thì biết bao lâu. Tới năm 3.000, tôi nói vui vui, bây giờ chúng ta mới là 2024 thôi. Tới năm 3.000, không biết là hết 30.000 người chưa. Tới mỗi năm có một vài người, thì tới 30.000 người thì biết bao giờ. Quý vị nhân lên coi, tới bao giờ. Nếu mà cái đà như thế này. Và bởi vì hội thánh không có quyền năng của Chúa. Hội thánh không có ơn của Chúa một cách mạnh mẽ như hội thánh đầu tiên. Chúng ta đọc trong công vụ sứ đồ. Để mà phát triển công việc Chúa. Cho nên giờ này chúng ta để thời gian kêu cầu Chúa. Chúa ơi, chúng con phải làm gì? Chúng con xin Chúa giúp đỡ chúng con. Mọi người chúng ta cầu nguyện đi quý vị. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta. Cầu nguyện Chúa trói bỏ thành kiến, các đố kỵ đối với tin lành Chúa trong nhiều năm tháng qua. Dạ, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa có sự hiệp một, hiệp thông để lo công việc Chúa. Dạ. Giờ rồi thì sự kiện mà các tôi tới Chúa sang đó thì đáng lẽ là các mục sư, các hội thánh cùng hiệp lại để cùng nghe lời Chúa, được cùng được khích lệ, bước đi trong sự vui mừng đó mà. Yeah. Người được ơn của Chúa, mà ngay cả trong những cái người hầu việc Chúa với nhau đó thì quý vị thấy cũng khó, cho cái người để mà chúng ta người hầu việc Chúa được ơn và tiếp đó một người được ơn khác đến. Và khi thấy một người được ơn khác, được ơn hơn mình, được đầy ơn hơn thì cũng chạnh lòng chứ, cũng cảm thấy bối rối chứ, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, ở đây hội thánh vườn nho không có, tôi không có cái tánh đó. Tôi yêu mến Chúa, yêu mến người đại tớ của Chúa, bởi vì mình biết trong cái khả năng của mình biết trong cái sự kêu gọi Chúa cho mình đó. Cho nên mình ở trong cái sự thành tín của Chúa và tiếp tục hầu việc Chúa Trời và ủng hộ những người đến với hội thánh. Nên hội thánh không có đố kỵ, có sự phức tạp ở trong những người hầu việc Chúa. Những người lãnh đạo cũng có cái sự phức tạp của người lãnh đạo. Con dân Chúa cũng có những phức tạp của con dân Chúa. Đó là phía ở bên trong hội thánh đó quý vị. Còn phía bên ngoài là cầu nguyện cho cộng đồng. Đó. Nó có những cái rào cản mà cho người ta chưa đến được với Chúa. Bên ngoài và bên trong hội thánh, chúng ta cầu nguyện xin Chúa hóa giải những cái điều đó. Vâng, mọi người chúng ta đến với Chúa qua cái lời yêu cầu này và chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh vượt qua được cái
trở ngại này ha quý vị. Dạ, mọi người đến với Chúa và cầu nguyện. Cha ơi, Ngài biết được những khó khăn hiện tại của chúng con. Sáng nay chúng con dâng lên cho Chúa lời cầu nguyện, lời thỉnh cầu. Xin Chúa can thiệp cho chúng con. Chúa nhớ đến hội thánh của Chúa trong lúc này đây đang gặp nhiều khó khăn, bắt bớ. Còn nhân danh Đức Chúa Giêsu người Nazareth, con cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh Chúa trong những ngày qua. Chúng con kêu cầu Đức Chúa Trời để có một sự phấn hưng đến với hội thánh. Ngay cả việc chúng con cầu nguyện, chúng con cũng chịu gặp được những cái sự gian nan, thử thách ở trong sự cầu nguyện nữa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, xin Chúa hóa giải những cái đố kỵ và thành kiến. Nó giống những cái dây xích trói người ta ở trong những cái nếp suy nghĩ cũ mà làm cho người ta vẫn miệt mài trong điều đó. Cho nên sáng hôm nay con cầu nguyện xin Chúa giải cứu đồng bào chúng con, đồng hương chúng con, những người chưa có tấm cái nhìn tốt đẹp về tin lành. Những cái suy nghĩ mà họ cho rằng tin lành là những cái đạo phương Tây đến với Việt Nam hơn 100 năm qua và làm cho người Việt Nam khó chịu, thì công danh Chúa Giêsu Christ chúng con hóa giải những điều này, làm cho người Việt Nam phải bỏ ông bỏ bà, phải bỏ đi những cái của cúng, đó là những cái suy nghĩ sai về tin lành, về đạo của Ngài. Chúng con không dạy họ điều đó, nhưng chúng con đem đến lẽ thật cho họ, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời, hãy trở lại với Ngài. Chúng con có cách của người tin lành khi nhớ đến ông bà của mình, khi nhớ đến ngày lễ tưởng nhớ đến ngày mất của những người thân của chúng con. Chứ chúng con không có theo cái cách của thế gian, nhưng những điều này đã làm cho người ở quê hương chúng con, đồng bào chúng con xa cách và họ lảng tránh với đạo của Ngài. Trời ơi, sau hôm nay chúng con cầu nguyện xin Chúa đến và giúp đỡ cho đồng bào của chúng con, mở lòng của họ. Chúa ơi, Chúa dạy chúng con rằng chúng con không thể chiến thắng nếu chúng con vào một cái thành mà không trói kẻ mạnh sức trước tiên. Sau hôm nay chúng con nhân danh Chúa Giêsu mà trói kẻ mạnh sức nơi chúng con đến, nơi chúng con sinh hoạt, nơi chúng con làm việc. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con trói được kẻ mạnh sức, Chúa ơi. Xin ban ơn để chúng con trói được cái quyền lực của sự tối tăm vận hành, làm cho lòng của con người cứng cỏi trước tin lành của Chúa, làm cho họ bị còn và sống ở trong sự đố kỵ và thành kiến với tin lành của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, xin Chúa trói buộc điều này và vô hiệu hóa nó ở trong thành phố của chúng con. Xin huyết của Ngài bó trên mài cửa của thành phố chúng con. Con biết nơi của Thu Hồng và anh Thanh đi về cũng có một cái trận chiến ở tại đó. Con cùng với Nguyễn Tiến Sĩ, xin Chúa trói buộc quyền lực của ma quỷ trong em vào phút này. Khi chúng con chưa đi mà chúng con đã trói rồi, thì những người đến để chiến đấu và họ đã có một tiếp nhận một cái công trường, một cái công việc đã được chuẩn bị sẵn. Em được giải cứu hoàn toàn. Có người quyền cho những nơi anh chị em chúng con đến làm việc hôm nay, một cái công trường thật sự ở chỗ làm đó, xin Chúa bảo vệ và gìn giữ họ. Chúng con sẽ vững vàng ở trong sự cầu nguyện, kêu cầu Đức Chúa Trời. Cho dù có điều gì ngăn trở chúng con, có những cái tư tưởng chống nghịch lại chúng con, chống lại với lời của Đức Chúa Trời, chúng con vẫn bám lấy Ngài, vẫn kêu cầu Ngài. Chúa ơi, người đời làm gì chúng con được, chúng con sẽ trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, ban ơn cho chúng con. Trời ơi, con cầu nguyện cho những tôi tớ của Chúa hiện nay. Ôi, xin Chúa giúp cho các ông, ban ơn cho các ông, nâng đỡ các ông, ban cho các ông có một sự hiệp thông, sự hòa thuận, sự hả mình, để biết rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời, đây là công trường của Ngài, đây là công việc của Ngài, đây là ruộng của Ngài. Chúa ơi, ruộng của Đức Chúa Trời, và Ngài là người tưới. Cảm ơn Ngài, chúng con chỉ là người đi gieo mà thôi. Xin Chúa ban ơn cho các ông sự hiệp một trong năm mới này. Chúng con có sự hiệp một, kêu cầu Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về hội thánh Vườn Nho. Ôi Chúa ơi, con có những đường lối, những công việc mới trong năm này. Xin Chúa làm một việc mới giữa vòng chúng con, để chúng con thấy nhiều điều hơn nữa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời chúng con. Sáng hôm nay chúng con nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện Chúa cho Tuyết Hương, cầu nguyện cho người chị em chúng con được ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa về Ngài dùng chị em chúng con trong những ngày qua như là công cụ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng chị em con đang dạy cho các em thiếu nhi Việt Nam để học tiếng Việt. Xin Chúa cho qua công việc này cũng sẽ chiếm được tấm lòng của những người cha, người mẹ trong những ngày sắp tới. Con cũng cầu nguyện Chúa cho Tina. Xin Chúa mở lưỡi của Tina, cho em nói được thông thả như là cháu Vinny. Cảm ơn Chúa vì Vinny cũng có được cái thời gian để vào vọng canh với chúng con vào sáng hôm qua và sáng hôm trước. Chúa ban phước cho cháu.
trong việc trở lại với trường học. Xin cho cháu được bình an và học giỏi, và có cầu nguyện Chúa nắng gân cho cháu. Chúa cho cháu được đi lại bình thường, không cần phải hỗ trợ bằng xe. Trong danh Chúa Jesus Christ, là đấng đã khiến cho kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi. Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus, con cầu nguyện cho Tina, với cái tay của Tina không còn bị gân, không còn bị co giật nữa, và chị em chúng con có thể co duỗi bình thường trở lại. Và cháu Vinny cũng sẽ có một cái đôi chân khỏe để đi vững trên đất, không cần cái sự trợ giúp của xe lăn nữa. Con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cũng cầu nguyện Chúa để cho hai em được khỏe mạnh, được vững vàng, được bước đi một cách dễ dàng ở trong những ngày tới này, sinh hoạt một cách dễ dàng và không còn bị cản trở chi. Con cũng cầu nguyện cho chị Jessica. Chúa ơi, chị có thể trở lại ở trong hội thánh trong tuần này để hầu việc Chúa với chúng con. Xin ban ơn cho chị, để cho chị có được sự hanh thông, sự vui mừng và được khỏe mạnh. Nhất là trong tháng 3, tháng 4 sắp tới chị sẽ về Việt Nam ở trong một cái chương trình đặc biệt cho thiếu nhi. Xin Chúa cũng ban phước cho chị. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Cha thánh của chúng con, chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho chương trình. Con cũng cầu nguyện cho hai đứa, trong cầu nguyện Chúa cho chị Jessica, Chu, và chị cũng đang tổ chức một cái chương trình dành cho thiếu nhi rất là lớn ở Việt Nam. Xin cho chị được sức khỏe trước hết, cho chị được khỏe mạnh, và bác sĩ chấp thuận để cho chị có thể về Việt Nam ở trong lúc mình phải điều trị này. Xin cho chị được qua khỏi cái cơn điều trị này để chị được khỏe mạnh hoàn toàn. Con cũng nhớ đến cô Nguyệt, xin Chúa chữa lành cho cô, xin cho cô được khỏe mạnh, cho cô được phục hồi, để cho cô khỏi phải trải qua giải phẫu, bởi vì Chúa ơi, cô cũng mong ước như vậy. Con cầu nguyện Chúa chữa lành trên vật lý, trên cơ thể vật lý của cô, và cho cô được khỏe mạnh hoàn toàn. Như lời cầu nguyện của chúng con sáng hôm nay, rất nhiều sự chữa lành của Chúa đã và đang xảy ra cho hội chúng của Ngài, và chúng con công bố điều đó trên cô Nguyệt ngày hôm nay. Con cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi, hai cháu mà chúng nó đang dự tính để học đàn, và con muốn đưa các cháu vào lớp học thiếu nhi trước khi học đàn. Giống như con cũng đã từng huấn luyện những thanh niên muốn học nghề thì phải học lời Chúa. Chúa ơi, con cầu nguyện cho điều này sẽ xảy ra. Con cầu nguyện cho cha mẹ, phụ huynh của các cháu, cho chị Yến là người mà muốn con mình học đàn, và con muốn hướng dẫn các cháu đến hội thánh trước tiên để học lời Chúa rồi học đàn. Con cầu nguyện Chúa cho điều này trở nên ích lợi cho hội thánh, cho cháu. Chúa ban phước cho vợ chồng của thầy Tịnh và cô Hòa đang trên đường đi làm. Xin Chúa ban ơn cho họ trong ngày mới này đi làm được bình an, được vui vẻ, được phước hạnh. Cảm ơn Ngài vì sự trung tín của thầy cô ở trong việc cầu nguyện mỗi buổi sáng. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự trong tay của Chúa, và con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Vâng, chúng ta cùng hướng về Chúa một lần nữa trong lời cầu nguyện hiệp một với chấp sự Thiên Ân. Sẽ mời chấp sự Thiên Ân cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo, và đặc biệt cầu nguyện cho mục sư Trần Minh Hùng với cái lòng mong ước ông được Chúa gọi ở trong chức vụ truyền giáo khắp nơi. Trong năm 2024 này có nhiều cái sự thay đổi ở trong hành trình của ông, và một trong những thay đổi lớn mà Chúa kêu gọi ông đó là ông tham gia truyền giáo ở tại Hoa Kỳ cũng như là ở Việt Nam. Thì Chúa sai ông, Chúa Jire mọi sự cần dùng cho chức vụ truyền giáo của ông. Rộng hơn, chúng ta cầu nguyện Chúa cho công việc Chúa truyền giáo ở khu vực cửa sổ 10/40. Chúng ta chúc phước cho 63 quốc gia với cái dân số chiếm 4,4 tỷ người chưa nghe đến tin lành của Chúa ở trong cái khu vực cửa sổ 10/40, tính luôn Ấn Độ và Trung Quốc và 63 quốc gia, 62 quốc gia khác, thì có cái con số chiếm tỷ lệ cao như vậy. Xin cầu nguyện cho những giáo sĩ, chúng ta đang cầu nguyện cho các giáo sĩ, thì xin Chúa bảo vệ và gìn giữ họ. Chúng ta thêm lời cầu nguyện ơn Chúa, ơn trên họ, nhất là những cái quốc gia đóng cửa như là Bắc Hàn, như là Afghanistan, Iran. Đó là những cái quốc gia mà tin lành của Chúa đang bị bách hại rất là lớn, ngay cả tại Do Thái nữa, như chúng ta cũng biết. Thì chúng ta cầu nguyện cho tin lành của Chúa bùng nổ trong năm 2024 này, trước ngày Chúa trở lại. Xin mời chấp sự Thiên Ân cầu nguyện. Amen. Amen. Mọi người hiệp ý với em. Lạy Cha, giờ này chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Jesus quyền năng. Cha, chúng con giờ này chúng con hướng về những hội thánh của Chúa cho khắp nơi trên thế giới, ngay giờ này nhất là
những tôi tới Chúa đang trong công việc truyền giáo trời. Chúng con biết rằng lời Chúa dạy sứ mạng lớn hàng ngày, dẫn dò hội thánh của Ngài là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, và làm bắt tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng con trời. Và Chúa sẽ ở cùng chúng con cho đến tận thế. Chúng con biết rằng chúng con không làm việc một mình chơi, nên ngay giờ này chúng con hướng về để tới của Ngài là một sự trần đáng hùng. Chúng con còn nguyện xin Chúa chúc phước trên công việc mới của ông là đi về chức vụ truyền giáo chơi. Con biết rằng ông được ơn giảng dạy và cũng truyền giáo qua những năm qua, qua những kỳ bệnh dịch, và chúng con thấy rằng có kết quả rất là lớn và nhiều cuộc đời được thay đổi, được tiếp nhận Chúa và phục vụ càng ngày càng lớn hơn. Chúng con cầu xin Chúa tiếp tục chúc phước trên đời sống chức vụ của ông, chúc phước trên lời giảng của ông, cho càng ngày càng kết quả nhiều hơn và nhiều người nghe được sứ điệp cứu rỗi và sẽ tiếp nhận Ngài và sẽ cũng được huấn luyện nữa trời. Chúng con biết rằng khi họ tin không phải là xong chơi, nhưng mà họ cũng phải được dạy để họ giữ hết tất cả mọi điều, bởi vì không dạy thì sẽ không biết điều gì để giữ hết chơi, và sẽ sống theo ý riêng của mình và sống theo cái cách cũ chơi và sẽ mặc lại con người cũ, thì có thể danh hiệu là có đất nhân, nhưng mà cuộc đời thì giống như là đời. Chúng con cầu xin Chúa sử dụng đầy tớ của Ngài trong những một vụ thiếu nhi, một vụ cái nghiện mà ông đang tiếp tục gắn bó truyền giáo, và chúng con cầu xin Chúa tiếp tục kết nối với những hội thánh khác trong một vụ mới này của ông trời. Chúng con biết Ngài là nguồn, là Cha đời đời của chúng con, nên chúng con cầu xin Chúa Ngài là nguồn sự sống của ông, là nguồn cung ứng mọi nhu cầu cần dùng của ông về sức khỏe, về sự giảng dạy và lời Chúa. Thánh Linh ơi, xin Ngài hướng dẫn và ngay cả tài chánh trong chức vụ hầu việc Chúa của ông, xin Ngài cung ứng mọi điều cần dùng để công việc của Chúa được phát triển nhiều hơn ở đất nước Việt Nam của chúng con. Giờ chúng con biết rằng đất nước Việt Nam chúng con chỉ có 2% là người tin Chúa, nên chúng con cầu xin Chúa tiếp tục sử dụng đầy tớ của Ngài là một sự trọng mình hùng qua những đôi tớ ngày khác mà chúng con cũng giữ phần ủng hộ, cũng như là chức vụ của ông bà một sự trần đền ái, tuy rằng không được vào đất nước Việt Nam lại, nhưng mà chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên chức vụ của họ ở những vùng, những đất nước mà lân cận Việt Nam, bởi vì chúng con biết rằng người Việt Nam cũng đi ra khỏi nước để được huấn luyện, đều được trang bị chơi, nên con cầu xin Chúa chúc phước trên chức vụ của họ để công vụ của họ được tiếp tục phát triển, vương quốc của Ngài tiếp tục được mở mang qua chức vụ của họ nơi chơi. Chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên những tôi tớ Chúa ở rải rác khắp nơi, trên cửa sổ những nước của những cửa sổ mùi trên đúng môi chơi. Chúng con cầu xin Chúa ở cùng những đầy tớ của Ngài, xin Ngài gìn giữ, bảo vệ cho họ được sự bình an cho. Chúng con cầu xin Chúa sai thiên sứ của Ngài đóng trại và bảo vệ họ từng nơi nào họ đi chơi. Chúng con biết rằng có những sứ, những chính quyền đất nước Hồi giáo cũng như là cộng sản chơi rất là khắc nghiệt với tin lành của Ngài, bởi vì chúng con biết rằng chúng con đang ở trong thế gian, và thế gian này là vua chúa của thế gian này là ma quỷ, là kẻ cầm quyền chốn không chung chơi, và nó không muốn biết, nó không muốn người ta biết được tin lành của Chúa, và thường thường nó muốn tìm cách được áp chế trời. Từ lúc dân áp tích chia sẻ về sứ điệp tin lành vương quốc của Ngài, thì tin lành của Chúa bị áp chế nhiều phương diện khác nhau rơi về, nên chúng con cầu xin Chúa bảo vệ những tay tớ của Ngài trong khi họ đi truyền giáo, xin Ngài cung ứng mọi nhu cầu cần dùng của họ, xin Ngài bảo vệ gia đình của họ. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho những hội thánh của Chúa đã được thành lập qua những tay tớ của Ngài ở những nước ở khắp nơi trên thế giới trời, để tiếp tục rao giảng tin lành của Ngài. Chúng con không biết rằng mỗi một chúng con là những người được cứu khi Chúa làm hòa chúng con lại với Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng giao cho chúng con chức vụ làm hòa những người khác lại với Chúa Trời. Xin cho mỗi một chúng con là những người tin nhận Chúa, nhận biết rằng mình là những người có chức vụ làm hòa những người khác lại với Chúa. Xin cho chúng con là hội thánh của Chúa ở khắp nơi, mọi người làm bổn phận của mình là tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa. Xin cho chúng con rao giảng, rao là nói, giảng là giải thích chơi. Xin cho chúng con hiểu biết lẽ thật lời Ngài, để chúng con rao một cách
đúng mức và giải thích một cách rõ ràng cho ai để tin lành của Chúa được hiểu biết và họ sẽ tiếp nhận tin lành của Chúa khi họ hiểu rõ rằng lý do tại sao Chúa chúng con đến và cứu chuộc họ trời, và chúng con biết rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành và Ngài muốn mọi người đều được cứu và không ai bị chết mất. Chúng con cầu xin Chúa chúc phước trên hội thánh của Chúa ở khắp nơi trên thế giới và bảo vệ anh em chúng con trời và gìn giữ và cung ứng và làm nhiều phép lạ dấu kỳ cha như là Ngài đã hứa trong Kinh Thánh để làm cho tin lành của Ngài được vững và nhiều người biết chắc rằng những điều họ tin là chắc chắn cha. Chúng con cầu xin Chúa dẫn dắt hội thánh của Ngài và xin Ngài bảo vệ và gìn giữ để hội thánh của Chúa không bị thụt lùi trong những sự khó khăn cha, trong những cơn hoạn nạn cha, và xin Chúa cho lời của Chúa tiếp tục được rao ra và được dạy trong hội thánh của Chúa cha. Bởi vì chúng con không có lời thì chúng con sẽ sống bởi cảm xúc, chúng con sẽ sống như là những người trong thế gian, chúng con sẽ làm theo cách của mình, cách của hệ thống thế gian này trời. Xin cho chúng con là nhận biết rằng Chúa chúng con là vua của chúng con. Khi chúng con có vua của Chúa, có Chúa thì chúng con sẽ được hướng dẫn bởi Ngài trời. Chúng con thấy rằng trong thời kỳ khi dân Israel vào đất hứa thì Chúa dặn họ rằng các ngươi đừng thờ phượng Đức Chúa Trời của các ngươi giống như dân chúng ở trong xứ thờ phượng thần của họ trời. Và trong thời điểm có những lúc thì dân Israel không có vua thì mọi người làm theo ý mình muốn trời. Thì cho chúng con nhận biết rằng Chúa là vua của chúng con, là vua Chúa của cuộc đời của chúng con, thì chúng con được sự hướng dẫn, chúng con được sự dẫn dắt bởi lẽ thật, bởi thánh linh của Ngài và bởi lời của Ngài và bởi những mục sư mà Chúa đã đặt để trong đời sống chúng con để hướng dẫn chúng con, để dẫn dắt chúng con, để nuôi đời sống tâm linh chúng con được vững mạnh và lớn lên và tiếp tục bài tỏ tin lành đó qua đời sống chúng con. Nguyện đời sống chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này trời, để tiếp tục nói về Ngài trời. Bởi vì nếu mà muối mất mặn đi thì không lấy chi làm cho mặn lại được, và muối đó phải bị quăng ra đường và người ta chà. Ý nghĩa rằng khi mà đời sống chúng con không sống thật với những điều gì chúng con tin thì người ta sẽ khinh thường, người ta sẽ chà đạp, những gì chúng con nói sẽ không có giá trị trời. Chúng con cầu xin Chúa sử dụng hội thánh của Ngài, rèn luyện hội thánh của Ngài, tẩy sạch hội thánh của Ngài để cho hội thánh được tinh rồng chơi, được sáng lò chơi. Amen. Chúa đã hứa với hội thánh của Chúa. Amen. Chúa Giêsu. Hứa hẹn con cầu xin Chúa dẫn dắt dạy dỗ và bảo vệ và hướng dẫn cho chúng con tin rằng vương quốc của Chúa là vương quốc sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Chúng con thấy điều đó qua bao nhiêu thế kỷ qua. Thì chúng con thấy rằng có nhiều sự áp chế trên hội thánh của Ngài qua nhiều năm tháng, và kẻ thù ma quỷ tìm cách để áp chế, để hãm áp hội thánh của Ngài. Nhưng mà chúng con thấy rằng hội thánh của Chúa vẫn phát triển, vẫn tiến tới. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con tin rằng những gì chúng con cầu nguyện buổi sáng hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục làm, và nhiều người sẽ tin nhận Chúa trong những ngày sắp tới, và Ngài sẽ tiếp tục bảo vệ con dân của Ngài, hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa và chúng con tin rằng những điều chúng con cầu nguyện buổi sáng hôm nay, hãy 2-3 người nhóm hoặc là nhân danh Chúa thì Chúa sẽ hiện diện con và đáp lời chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn giám thị Tiên Ân. Chúa ban phước cho tất cả vòng canh của chúng ta trong một ngày mới làm việc hiệu quả và đạt thành tích tốt ở trong Chúa. Xin chào tất cả và hẹn gặp lại vào buổi cầu nguyện sáng mai. Xin kính chào vòng canh. Chào bà nói. Chào cô Cathy Mai. Dạ. Chào chị Hoa. Dạ.